Thì chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Thì mình là Tuấn đây. Thì sau khoảng 3 hôm OB30 kết thúc thì hôm nay đã bước sang OB31. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một bảng độ nhạy nha mọi người. Thì chỗ mình hơi ồn, mọi người thông cảm một chút nha. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người bản độ nhạy về Android nha, gồm có con máy như là Oppo, Samsung, Xiaomi và Redmi. Thì có gì mọi người xem, mọi người thông cảm. Đoạn sau mình sẽ lồng nhạc cho mọi người. Mọi người nghe giọng mình không hay thì mọi người thông cảm giúp mình nhé. Chứ mình chỉ làm về độ nhạy tầm soát cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video và mọi người thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người. Supposed to go when I was lost in time. What the fuck was I supposed to do?
fight it, but I'll fight my way to you. And I guess I cannot hide it, cause I'm hiding here with you. Tell myself I'm alright, leading to the sunrise, here inside our own minds. And when we lose it, we focus. We never thought we would notice all of our feelings, emotions that we can't hide, and we show when we know that it's too hard to live like with this broken heart. What do you think you're doing? Try to fuck my head, take away all of my bread. Say that you will leave me dead. Say that I ain't really there when I'm always fucking there. Why you even still here? Girl, you never even cared. I don't even want.